Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, trong nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế, huyện Cần Giờ đang đẩy mạnh thu hút du khách trở lại. Đây là địa bàn có nhiều lợi thế về tài nguyên rừng, biển, sông rạch để phát triển du lịch, nhưng phần lớn du khách lại đi về trong ngày. Số du khách lưu trú qua đêm chiếm chưa đến 5%. Làm thế nào để giữ chân du khách thông qua việc phát triển kinh tế ban đêm tại huyện Cần Giờ? Vấn đề này đã được đưa ra bàn luận dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thị Thắng với huyện Cần Giờ và các doanh nghiệp du lịch. Trong 5 năm qua, du lịch Cần Giờ đón hơn 10,3 triệu lượt khách, tăng bình quân 31,4% một năm, đóng góp cho kinh tế huyện đạt 5.200 tỷ đồng. Con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng, do hạn chế về hệ thống cơ sở lưu trú, thiếu những khu vui chơi, giải trí, mua sắm về đêm. Để giữ chân du khách, huyện đã có kế hoạch xây dựng khu ẩm thực đặc sắc Cần Giờ hoạt động ban đêm, được các doanh nghiệp du lịch và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Nhiều người nghĩ là chợ đêm, là kinh tế đêm, là chuyện để phục vụ du khách. Dạ thưa, không phải. Đầu tiên đó là cái người địa phương họ phải chấp nhận đó là một cái sản phẩm của họ. Họ phải ra đó họ chơi, họ phải ra đó họ mua bán, họ phải ra đó để họ giới thiệu cái đặc sắc của họ đến với người dân. Bởi vì mình có sống nước, mình có thể kết một cái dàn chè nổi nhân tạo cùng với lại cái kết nối với trên bờ, kết nối với những cái nhà vườn để tạo thành cái khu phức hợp nhỏ nhỏ. Kinh nghiệm Hội An rồi đã biết mà, phát triển Hội An cho đầy đủ khách rồi, nó tự nhiên cái cù lao Chàm nó đi theo liền à. Nó buộc phải đi theo, cho nên bây giờ mình làm cho hết cho xong, nó đắt liền trước đi đó, dễ làm trước, rồi từ từ mình đi ra cái vùng biển sau. Nguồn khách đến với Cần Giờ cũng là vấn đề băn khoăn của các doanh nghiệp. Hiện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có dự thảo chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo đó, huyện Cần Giờ được xác định là tuyến hướng chính phát triển du lịch phía Đông Nam với cả phân khúc khách phổ thông và khách cao cấp. Trong cái điều chỉnh quy hoạch của huyện chúng ta phân khu rõ ràng, cũng giống như các nước khác. Thì bờ Đông, bờ Tây, vân vân, khu nào là khu dành cho du lịch phổ thông, khu nào dành cho dịch vụ cao cấp, khách cao cấp. Bên cạnh các cái phà Bình Khánh thì quan tâm thêm cái những chuyến phà đến với lại Vũng Tàu, đến với lại Long An. Các anh tính ra đề nghị tăng thêm trong những ngày cuối tuần, hai ngày cuối tuần là bao nhiêu chuyến phà và cái giải pháp. Giải pháp đây là giải pháp thực hiện chứ không phải là giải pháp đóng tàu. Từ thiền liền tới tắc xuất những cái khu đường thủy mà chúng ta có thể làm ngay, kể cả Vàm Sát sẽ đưa cái đó vào ngắn hạn, còn phát triển các cơ sở xây dựng resort gì vân vân là nó lại là quy hoạch, nó là dài hạn. Về các khu đất có thể triển khai thành khu ẩm thực đêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thị Thắng đề nghị huyện Cần Giờ xây dựng lại quy hoạch cụ thể. Đây sẽ là cơ sở để kêu gọi đầu tư, đưa ra những giải pháp ngắn hạn và dài hạn để phát triển du lịch Cần Giờ, từ đó đóng góp vào sự tăng trưởng chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết 128 của Chính phủ, giao nhiệm vụ cho từng ngành và sẽ nghiên cứu để mở dần các hoạt động còn lại của thành phố trên tinh thần đảm bảo an toàn thì mới mở. Theo đó, quan điểm của thành phố là mở dần dần, nhưng chưa thể nói trước thời gian mà phải tùy theo tình hình. Việc mở cửa từng bước sẽ được đánh giá kỹ càng, đảm bảo sự chắc chắn, nhưng cũng sẽ hạn chế tình trạng nghiêm ngặt, cực đoan như trước đây. Thành phố cũng sẽ tùy theo kết quả thí điểm việc sử dụng đồ uống có cồn tại quận 7 và thành phố Thủ Đức. Nếu kết quả tốt thì sẽ có thể triển khai ra các địa phương khác sớm hơn ngày 15 tháng 11 như kế hoạch. Tuy nhiên, tại mỗi địa phương này cũng sẽ thí điểm từng địa bàn cụ thể nhằm đảm bảo an toàn và phù hợp với tinh thần chung hiện nay. Thành phố đang từng bước thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tinh thần là thực hiện từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn, chứ không phải làm bằng bất cứ giá nào. Thưa quý vị, quận Bình Tân là địa bàn đông dân cư nhất Thành phố Hồ Chí Minh và chủ yếu là dân lao động khó khăn. Dịch COVID-19 xảy ra khiến cho địa bàn vừa lo công tác an sinh, vừa phòng chống dịch là cả một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị của quận, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì đến nay, quận Bình Tân đã chuyển cấp độ dịch từ vùng cam sang vùng vàng. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh không còn vùng đỏ về dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên HTV. Tiếng máy theo dồn dập,
hai cha con anh Tấn Ninh thoăn thoắt hoàn thành đơn hàng Tết một cách sớm nhất. Công việc bị gián đoạn thời gian qua này đã trở nên thuận lợi hơn nhiều, đặc biệt khi quận Bình Tân hạ cấp độ dịch không còn là vùng đỏ. Tại gia đình của anh Huỳnh Tấn Ninh tại khu phố 8 phường Bình Hưng Hòa thì trong những ngày bùng phát dịch Covid-19 thì cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, và hôm nay khi địa phương đã chuyển được từ vùng cam sang vùng vàng thì hai bố con của anh cũng rất là phấn khởi khi cuộc sống đã trở lại bình thường và công việc cũng đã trở lại bình thường, để cùng với thành phố chung tay phát triển kinh tế xã hội trở lại. Thời gian hết dịch thì có rất rất vui được làm việc trở lại bình thường, không có riêng mình mà tất cả mọi người trong thành phố. Thời gian này thì mình đã là ổn, và hiện nay thì tỷ lệ F0 giảm hẳn và cũng là gần nó thành là vùng vàng. Nên là hiện nay là không, thời gian là 3 tuần nay là không còn xét nghiệm cộng đồng nữa. Hiện nay tới thời điểm này là phường trên 100.000 dân mà chỉ có 7 nhân viên y tế tại địa bàn của phường để chăm sóc cho 100.000 dân thì số lượng son ít. Nên qua đó là mới thành lập là 19 cái tổ chăm sóc F0. 19 tổ này thì mỗi khu phố như vậy là khoảng chừng 10 người. Các thành viên trong tổ thì ở đây thì cũng kêu gọi, cái thứ nhất là các y bác sĩ đang đóng trên địa bàn của phường, trưởng khu phố, phó khu phố, các ban ngành đoàn thể khu phố, tổ dân phố cùng tham gia thực hiện. Cái lực lượng này là lực lượng tại chỗ, bên cạnh nó vận động tuyên truyền người dân cùng tham gia. Bình Tân là điểm nóng trong đợt dịch vừa qua. Bằng sự nỗ lực đoàn kết, toàn quận đã vượt qua nhiều thử thách, từng bước đạt và giữ vững thành quả chống dịch. Quận có giao cho các phường, giao cho lực lượng công an nắm thật kỹ các cái trường hợp mà công nhân quay lại thành phố, kịp thời tiêm vaccine để có cái miễn dịch cộng đồng, tham gia lao động sản xuất. Tôi tiếp tục duy trì cái bệnh viện dã chiến, cái khu khám điều trị mở rộng của bệnh viện Bình Tân để đáp ứng yêu cầu điều trị cho nhân dân trong thời gian tới nếu có cái xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Với tình hình dịch bệnh kiểm soát ngày càng khả quan, đã có thêm nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký hoạt động trở lại. Hiện số doanh nghiệp đang phục hồi 70-80% công suất với gần 50% tổng số lao động so với trước đây. Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội là hai mục tiêu kép đặt ra trong giai đoạn này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tùy vào tình hình thực tế, tại mỗi địa phương đã có các giải pháp thực hiện rất toàn diện, hiệu quả và kịp thời trong trạng thái bình thường mới. Tăng cường công tác chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là lan tỏa sâu rộng phong trào Thủ Đức nghĩa tình, vì dân phục vụ. Đến nay, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành việc chi hỗ trợ 3 đợt theo chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức chăm lo tốt cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, có người thân mất do COVID-19 trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Như cơ sở bảo trợ trẻ em thiên thần này là một ví dụ điển hình, hiện đang chăm lo chu đáo cho 97 F0, trong đó có 7 người lớn và 90 trẻ em, vững tin vượt qua nỗi lo bị lây nhiễm dịch bệnh. Chúng tôi có 2 bác sĩ, một bác sĩ tình nguyện viên là quân y và một bác sĩ tình nguyện viên của trạm y tế Long Trường. Cùng với tôi là mỗi buổi sáng là chúng tôi ở đây là hỗ trợ cho các bé là lấy mẫu, test nhanh rồi cho uống thuốc và điều trị. Còn riêng bản thân tôi thì giúp các bé là chăm sóc, rồi điều trị cho các bé, rồi hướng dẫn cho các bé cái cách mà để sinh hoạt, rồi hỗ trợ cho các bé ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Và những cái vệ sinh, những cái thực phẩm đâu là tôi là người chịu trách nhiệm ở đây và cung cấp cho các bé cho đến khi các bé được hết bệnh. Công tác xét nghiệm và tiêm vaccine đảm bảo tiêu chí an toàn tiện lợi. Trên 99% người dân sinh sống trên địa bàn phường đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Hiện phường cũng đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Ngoài ra, với phương châm lấy sức dân chăm lo cho dân, việc vận động miễn giảm tiền thuê phòng trọ vẫn được thực hiện xuyên suốt đến thời điểm này. 100% khu nhà trọ có hỗ trợ miễn giảm tiền thuê trọ cho 5.600 công nhân thụ hưởng, với tổng số tiền miễn giảm ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là coi như không lấy tiền nhà, mà tháng 10 hiện nay thảm đi làm rồi. Thì tôi vẫn lấy bà con có 50% thôi. Một miếng cái đói mà một cái no để giúp cùng chính quyền, giúp công nhân vượt qua cái khó khăn đại dịch. Trong thời gian kẹt dịch đây thì chính quyền địa phương có chích
Nói chung là có hỗ trợ về rau củ quả, ăn uống đầy đủ, với phần là có chích vaccine cho dân ở đây 2 mũi. Khi mà cái gói an sinh mà của thành phố đưa về thì ở khu phố và phường chúng tôi là phải rất là nan giải, phải lựa những cái hộ nào mà thật sự là khó khăn để mà mình trợ giúp cái lúc này thì nó mới là quý. Thì trong cái khi mà nhận được cái hỗ trợ là những cái gia đình đó rất là phấn khởi và rất là cảm ơn nhà nước là để quan tâm đến những cái hộ mà khó khăn trong cái mùa Covid vừa qua. Song song đó, các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Thủ Đức được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch, thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp tái hoạt động trở lại để góp phần phục hồi kinh tế. Trong thời gian qua, địa phương cũng có tới nhắc nhở, tuyên truyền mình phòng chống dịch, tuân thủ 5K, tuân thủ đảm bảo cho khách hàng cũng như là nhân viên phòng chống dịch theo quy định. Đảm bảo khử khuẩn sạch sẽ, rồi xịt khuẩn, rồi kiểm tra quét mã QR, tuân thủ các điều kiện, các chính sách của chính quyền đưa ra. Việc huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế được xem là chìa khóa then chốt giúp địa phương có những kết quả khả quan trong kiểm soát dịch bệnh thời gian qua. Sự tập hợp của nguồn lực của cả hệ thống chính trị, của tất cả quần chúng nhân dân trên địa bàn, theo phương châm mỗi địa phương là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Từ đó chúng ta, địa phương đã tập trung được tất cả những cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân trong việc phòng chống dịch vừa qua. Trong thời gian tới, thành phố Thủ Đức cũng đã chủ động thành lập các phương án ứng phó dịch trong tình hình mới, đồng thời nỗ lực thực hiện các giải pháp kết nối người lao động và doanh nghiệp để sớm ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 11 đã có 95% số doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hoạt động trở lại. Số lao động đang làm việc đáp ứng 75% công suất. Còn tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã có 88 trên 88 doanh nghiệp hoạt động trở lại và tổng số lao động là 145.000 người, đạt 84%. Các doanh nghiệp được lựa chọn phương án sản xuất phù hợp để đảm bảo các điều kiện an toàn trong sản xuất. Doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký các phương án sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Ủy ban nhân dân các quận huyện. Sau chợ đầu mối Hóc Môn thì mới đây, chợ đầu mối Bình Điền, chợ thủy hải sản lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đi vào hoạt động với khoảng 30% công suất, đáp ứng nhu cầu vận chuyển giao thương hàng hóa cho người dân. Cụ thể, tất cả các ngành hàng tại chợ đã được hoạt động trở lại với khoảng 30% công suất, bắt đầu từ 16 giờ hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau. Trong ngày đầu mở cửa chợ, có khoảng 4.000 lượt người ra vào chợ. Sản lượng hàng hóa nhập vào chợ trong đêm đạt hơn 335 tấn hàng hóa các loại trong đêm đầu tiên chợ đầu mối Bình Điền đi vào hoạt động. Tất cả mọi người tham gia hoạt động trong chợ, từ nhân viên, thương nhân, phụ việc, bốc xếp, cung cấp dịch vụ đến khách hàng đến giao dịch, đều phải có thẻ ra vào chợ, tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã trị khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng, giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 14 ngày. Trước đó, chợ đầu mối Bình Điền cung cấp đến 70% lượng thực phẩm cho người dân thành phố, là chợ đầu mối duy nhất tập kết, phân phối thủy hải sản từ các tỉnh thành chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thị trường xăng dầu thế giới biến động không ngừng đã tác động trực tiếp tới giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã tăng gần 5.000 đồng một lít. Cùng với việc giá xăng dầu tăng cao kỷ lục sẽ tạo áp lực đối với sản xuất và tiêu dùng trong những tháng cuối năm và tác động rất mạnh tới tăng trưởng kinh tế của nước ta, nhất là trong thời điểm không ít doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Từ ngày 26 tháng 10, giá xăng E5 RON 92 tăng lên mức 23.110 đồng một lít, xăng RON 95 lên 24.338 đồng một lít. Giá xăng trong nước đã tăng 65% giá trị so với đầu năm và hiện chỉ còn kém đỉnh lịch sử hồi tháng 7 năm 2014. Theo tính toán, giá xăng dầu chiếm khoảng từ 35-40% chi phí đầu vào của ngành vận tải, nên khi giá xăng dầu biến động tăng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành vận tải. Cái mức tăng này là mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, thì cái việc tăng đấy chắc chắn nó sẽ phản ánh vào cái chi phí vận tải
đúng không? Chi phí vận tải nội địa hay là phản ứng vào các cái cước vận chuyển quốc tế thông qua các cái phụ phí xăng dầu vân 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 vân, thì cái việc này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến các hoạt động của các doanh nghiệp logistics, và cụ thể là chi phí sẽ tăng và gánh nặng sẽ đặt nặng lên cái công ty xuất nhập khẩu. Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài. Với tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu trong tổng chi phí nguyên vật liệu của toàn nền kinh tế vào khoảng trên 30%. Khi giá xăng dầu thế giới tăng sẽ dẫn tới làm tăng giá nguyên vật liệu nhập khẩu và nguyên vật liệu trong nước. Trong hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tùy theo quy trình sản xuất của mỗi ngành, có thể thấy hầu hết các ngành dù nhiều hay ít đều sử dụng xăng dầu. Thậm chí ở một số ngành chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng khá cao và tác động mạnh vào giá thành sản phẩm sản xuất. Bên cạnh tác động trực tiếp làm tăng giá thành sản phẩm, giá xăng dầu tăng còn làm tăng giá hàng hóa trong khâu lưu thông, tạo áp lực lên lạm phát, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước, tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế. Chi phí trực tiếp xăng dầu là những cái vừa trực tiếp vừa gián tiếp. Trực tiếp ở đây thì tức là ai cũng phải lưu thông, cũng phải có ô tô, cũng phải có xe máy, cũng phải di chuyển, và chắc chắn là cái chi phí cho xăng dầu nhiều tức là giảm cái chi tiêu của bản thân người dân trong cái sử dụng cái những đồng tiền còn lại cho những việc khác. Nhưng cái gián tiếp ở đây tức là nó làm tăng cái giá của hàng hóa lên, và dĩ nhiên là cái nhu cầu của người ta sẽ không thể đáp ứng được. Nó khiến cho giá cả đầu vào, rồi sắp tới là có thể là giá cả đầu ra, giá cả bán hàng cũng sẽ bị tăng lên. Vừa là tăng cái chi phí cho doanh nghiệp, cho người dân, thứ hai là nó cũng sẽ tạo áp lực lạm phát. Giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển, và điều lo ngại nhất là hiệu ứng tăng giá dây chuyền tác động đến giá cả của nhiều loại hàng hóa dịch vụ trên thị trường. Và cuối cùng người tiêu dùng phải gánh chịu. Để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, cơ quan điều hành giá đã thực hiện chi sử dụng liên tục quỹ bình ổn giá ở mức cao. Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo để tránh tình trạng tắt nước theo mưa, các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chặt các phương án kê khai giá, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính. Từ ngày 2 tháng 1 năm 2022, giá bán lẻ xăng dầu trong nước mỗi tháng điều chỉnh 3 lần, tức 10 ngày một lần thay vì 15 ngày như hiện nay. Thay đổi này nêu tại Nghị định 95 năm 2021, sửa đổi bổ sung Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, thời gian điều hành giá xăng dầu tăng lên 3 lần một tháng, ngày 1, ngày 11 và 21 hàng tháng. Các kỳ điều hành trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì thời gian điều chỉnh giá lùi sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên Đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo. Nếu giá các mặt hàng xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh. Thưa quý vị, trên các báo số ra sáng nay đều đăng tải thông tin về hoạt động của đoàn do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Scotland, Vương quốc Anh. Ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa công ty AstraZeneca với các đối tác Việt Nam. Hợp đồng mới này rất có ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp và chính phủ vẫn đang nỗ lực đạt mục tiêu sớm phủ được vaccine toàn dân. Tối ngày 2 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu tại sự kiện cam kết giảm phát thải khí mê than toàn cầu ở hội nghị COP26. Trong bài phát biểu, Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao và hoan nghênh sáng kiến về giảm phát thải khí mê than do Mỹ và Liên minh châu Âu khởi xướng, vì đây là lựa chọn đúng đắn dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Khí mê than là nguyên nhân hàng đầu gây ra biến đổi khí hậu. Thủ tướng kêu gọi các nước phát triển và đang phát triển phải cùng nhau đoàn kết trên các nguyên tắc công bằng, công lý và hành động quyết liệt. Trong ngày 2 tháng 11, COP26 đã đạt được hai thỏa thuận quan trọng. Gần 100 quốc gia đã ký kết tham gia sáng kiến cắt giảm khí mê than toàn cầu được Mỹ và Liên minh châu Âu EU khởi xướng nhằm giảm 30% lượng phát thải khí mê than gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2020. Cùng ngày, các nhà lãnh đạo của hơn 100 quốc gia đã đạt được thỏa thuận ngăn chặn và đảo ngược nạn phá rừng vào năm 2030 trong khuôn khổ hội nghị COP26.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2 tháng 11 cho biết, việc bảo vệ rừng có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và Nga sẽ dựa vào diện tích rừng rộng lớn của mình để đạt được các cam kết khí hậu. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra tại các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin khẳng định việc bảo tồn các khu rừng và hệ sinh thái tự nhiên khác là yếu tố then chốt đối với thế giới trong việc giải quyết tình trạng trái đất ấm lên và giảm thiểu khí phát thải. Ông cũng nhấn mạnh Nga chiếm tới 20% diện tích rừng trên thế giới và Moscow đang nghiên cứu bảo tồn các khu rừng này, ngăn chặn nạn chặt phá rừng và các đám cháy rừng. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định nước này sẽ đạt trung hòa carbon muộn nhất vào năm 2060 và sẽ thực hiện cam kết này dựa vào nguồn tài nguyên độc đáo của hệ sinh thái rừng vốn có khả năng hấp thụ khí CO2 và thải ra khí oxy. Theo các nhà khoa học, Nga, đặc biệt là khu vực Siberia và Bắc Cực, là một trong những nước chịu tác động lớn nhất của tình trạng biến đổi khí hậu, trong khi nước này là quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ tư thế giới. Ông Adano Yukio, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Lập Hiến, đảng đối lập chính tại Nhật Bản, đã tuyên bố từ chức sau thất bại tại cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản. Ông Adano công bố quyết định của mình trong một cuộc họp ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Lập Hiến trong ngày 2 tháng 11. Theo ông Adano, đảng cần một người lãnh đạo mới để chuẩn bị cho cuộc bầu cử thượng viện vào năm sau. Tạm thời, ông Adano vẫn sẽ tiếp tục giữ chức vụ cho đến khi kết thúc phiên họp quốc hội đặc biệt được triệu tập vào ngày 10 tháng 11, và cuộc đua cho vị trí này sẽ được tổ chức ngay sau đó. Trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua, số ghế của đảng Dân Chủ Lập Hiến đã giảm từ 110 xuống còn 96 ghế, bất chấp kỳ vọng sau khi thống nhất với các ứng cử viên của các nhóm đối lập khác, bao gồm cả đảng Cộng sản Nhật Bản. Ông Adano đã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đảng Dân Chủ Lập Hiến kể từ khi đảng này thành lập cách đây 4 năm. Ông từng chỉ trích các phản ứng với COVID-19 của chính phủ và kêu gọi thay đổi liên minh cầm quyền do đảng Dân Chủ Tự Do lãnh đạo. Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số nước châu Âu thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 1.178 ca tử vong do COVID-19. Đây là số ca tử vong theo ngày cao kỷ lục tại nước này. Số ca mắc mới gia tăng những ngày qua đã buộc giới chức Nga tái áp đặt các biện pháp phong tỏa một phần trên toàn quốc. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của chính phủ Nga ngày 2 tháng 11 cũng thông báo ghi nhận thêm 39.008 ca mắc mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc lên gần 8,6 triệu ca. Cùng ngày, giới chức y tế Romania thông báo 591 ca tử vong do COVID-19, mức cao đáng lo ngại ở nước này, và nâng tổng số ca tử vong lên hơn 48.600 ca, trong khi tại các bệnh viện không còn giường chăm sóc đặc biệt. Hiện mới chỉ có khoảng 37% dân số trưởng thành ở Romania đã tiêm vaccine đầy đủ. Romania hiện là nước có độ bao phủ vaccine thấp thứ hai trong Liên minh châu Âu, chỉ xếp trên Bulgaria. Ủy ban tiêm chủng thường trực Đức đã khuyến cáo tiêm mũi tăng cường vaccine Johnson & Johnson đối với những người đã tiêm loại vaccine này trước đó, trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này vẫn tiếp tục tăng. Các số liệu của viện Robert Koch cho thấy số ca nhiễm trong những người đã tiêm vaccine Johnson & Johnson đang tăng khi hiệu quả của vaccine giảm dần qua thời gian. Tình hình lây nhiễm chung tại Đức cũng đang tăng, số ca mắc mới đã tăng đều đặn từ giữa tháng 10. Trong ngày 2 tháng 11, số ca nhiễm trên 100.000 dân đã đạt mức 153,7. Số liệu mới nhất của chính phủ Đức cho thấy mới chỉ có 66,7% dân số nước này được tiêm phòng đầy đủ. Phần lớn các trung tâm tiêm chủng ở Đức đã đóng cửa trong tháng 8 và tháng 9, khiến Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn mới đây đã phải kêu gọi mở cửa lại những địa điểm này để người cao tuổi hoặc có hệ miễn dịch yếu được tiêm phòng càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, đường Hồ Chí Minh trên biển là thiên anh hùng ca bất tử, một mốc nối quan trọng trong hệ thống vận tải quân sự chiến lược trong cuộc kháng chiến chống xâm lược của quân và dân ta. Để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến đường Hồ Chí Minh trên biển, phát triển Bến Tre về hướng đông. Hội thảo nhận được 32 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các cựu chiến binh đoàn tàu không số.
qua đó khẳng định giá trị và bài học lịch sử của con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị đường Hồ Chí Minh trên biển trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Trong thời kỳ hiện nay thì bản thân cũng như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang sẽ ra sức học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về chính trị, về lý luận, về nghiệp vụ để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như xứng đáng là người con của trên quê hương đồng khởi. Chúng tôi cũng đang chỉ đạo để triển khai khẩn trương cái dự án với một cái tầm nhìn chiến lược rất là dài hạn và cái độ rộng rất lớn, đó là khu kinh tế ven biển của tỉnh Bến Tre, và cái này có tầm cỡ của quốc gia cũng như là trong khu vực, với nhiều những cái đề xuất đột phá để mở rộng cái không gian phát triển không chỉ cho tỉnh Bến Tre mà cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và từ đó nó tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội cả nước. Với lợi thế bờ biển dài 65 km, Bến Tre xác định kinh tế biển là một trong những khâu quan trọng đưa Bến Tre phát triển ngang bằng với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển Bến Tre về hướng đông là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, lâu dài, đòi hỏi niềm tin, sự đồng thuận và thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.